Chào mừng quý vị và các em đang đến với chương trình Ước mơ của em do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty MCV Đồng sản xuất. Trong thời gian vừa qua thì tổng đài Ước mơ của em đã nhận được rất là nhiều những lá thư của các bạn nhỏ gửi về. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay thì Mai Phương đã chọn ra được một bức thư mà Mai Phương cảm thấy rất là ấn tượng, gần như là có 102. Alo. Xin chào hiệp sĩ, anh đang làm gì vậy? Có chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ mới hay chưa? Hả? Nhiệm vụ à? Khoan, em đợi anh chút. Trước khi nhận nhiệm vụ thì Mai Phương đang có một vấn đề muốn được trao đổi cùng với anh. Anh nghĩ gì về mối quan hệ giữa anh trai và em gái? Hoặc là giữa chị gái và em trai? Các giới tính liệu nó có ảnh hưởng đến mối quan hệ tình chị em hay là tình anh em này hay không? Không, anh thì không nghĩ vậy. Anh chỉ nghĩ là nhiều khi có những cái sự xung đột xảy ra, nhưng mà là do hiểu lầm thôi. Anh có một cô em gái, mặc dù là em họ thôi, nhưng mà anh rất là thương cô ấy. Bằng chứng là ngày mai là sinh nhật của cô em gái của anh. Vậy hả? Anh bây giờ đã tự tay gói quà để mà tặng cho em gái của mình nè. Vậy thì bây giờ anh hãy lắng nghe lời chia sẻ của người bạn nhỏ tên là Lê Đức Ngọc Anh, ở tại địa chỉ đường số 5A, nhà 18, phường 7, quận Bình Tân. Con hiện nay thì chỉ có anh trai thôi, mà hai anh em con thường chưa được đoàn kết lắm. Con ước mơ đổi anh hai lấy chị hai trong vòng một ngày, vì con muốn biết liệu chị em gái thì có dễ gần gũi và thương yêu nhau nhiều hơn không. Con cũng sẽ nhờ chị hai giảng hòa giữa con với anh hai con. Anh nhận nhiệm vụ. 22, 20, 18. Như vậy là chú hiệp sĩ Bin đã tới nhà của bé Ngọc Anh rồi. Bây giờ chúng ta hãy vào trong đó cùng gặp gỡ bé Ngọc Anh nhé. Chào con. Chú hiệp sĩ Bin đây. Con có phải là anh của bé Ngọc Anh không? Dạ đúng rồi. Con có biết là vừa rồi là bé Ngọc Anh có gửi thư lên chương trình Ước mơ của em và tâm sự rằng là bé Ngọc Anh có một ước mơ rất đặc biệt. Con biết ước mơ đó không? Không. Bé Ngọc Anh ước mơ là có được một người chị để thay thế người anh hiện giờ của bé Ngọc Anh, bởi vì người anh của bé Ngọc Anh rất hay ăn hiếp bé Ngọc Anh. Con nghe cái ước mơ xong thì con có cảm thấy buồn không? Cũng hơi buồn. Tại sao lại là cũng hơi buồn? Chắc tại ăn hiếp em nhiều quá nên em muốn đổi. Chắc chắn là phải có nguyên do. Cho nên chính vì vậy là hôm nay chú hiệp Sibin muốn mời con hợp tác với chú để chúng ta lại cùng thực hiện ước mơ của bé nha. Vâng. Được không? Được. Xin chào anh. Anh chắc là ba của bé Ngọc Anh đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ chào chị. Đây là bé Ngọc Anh. Dạ. Chú hiệp Sibin chào con. Chào chú. Vừa rồi là bé Ngọc Anh có gửi một lá thư lên chương trình Ước mơ của em và nói rằng là ước mơ của Ngọc Anh là được cái gì nào? Dạ, được có một người chị. Được có một người chị. Thế tại sao con lại có ước mơ là có được một người chị? Dạ, con muốn biết có một người chị có biết chiều con không? Vậy ở nhà chắc mấy anh họ chắc hay ăn hiếp mà em gái lắm đúng không anh? Dạ thì cũng như là con nít với nhau mà thì chơi rồi giành đồ chơi rồi cũng ăn hiếp. Trong mỗi lần mà các anh ăn hiếp bé vậy đó thì chị có hòa giải cho hai anh em không? Dạ có. Con có thể nói cho chú Bin và ba mẹ biết là cái người chị mà trong ước mơ của con phải như thế nào? Dạ ốm, tóc dài. Bây giờ thì chú hiệp sĩ Bin sẽ tặng cho con một món quà thật là bất ngờ nha. Và trước tiên thì cũng xin phép anh chị cho em hôm nay được dẫn bé đi để mà thực hiện ước mơ của em Ngọc Anh nha. Rồi xin phép chào anh chị nha. Con chào ba mẹ đi. Trước khi con gặp được một cái món quà bất ngờ thì con nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại đi, chú dẫn con đi. Nhắm mắt lại nghe, nhắm mắt lại nghe. Không được mở mắt nghe. Rồi ngồi xuống. Chú hiệp sĩ Bin á, đếm 1, 2, 3, con được mở mắt ra nghe chưa? 1, 2, 3. Đây, tặng con món quà bất ngờ. Tên là gì? Em tên là Ngọc Anh. Đây, trước tiên chú Bin xin giới thiệu với con. Đây là chị Vũ Thanh Ngân, lớp 7 trường Trần Bội Cơ. Đúng không con? Dạ đúng. Và hôm nay chị Thanh Ngân sẽ trở thành một người chị của con để giúp con thực hiện ước mơ. Có chịu không? Dạ chịu. Rồi bây giờ hai chị em qua ngồi chung với nhau đi. Bây giờ con có thể nói cho chị của con biết là hôm nay con muốn được đi đâu? Dạ con muốn được đi nhà sách. Sách kem. Con không muốn dẫn chị Ngân gặp ai hay sao? Dạ muốn. Muốn? Muốn gặp ai nè? Gặp
anh con. À, gặp anh con để làm gì? Giới thiệu với anh con. Bé Ngân có biết là vì sao mà bé Ngọc Anh có được có ước mơ là được một người chị không? Để thay thế người anh không? Dạ, theo con thì có thể là bé Ngọc Anh là thích có chị hơn có anh. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hiện ước mơ cho bé Ngọc Anh nhé. Rồi. Rồi đây nha em. Hai con cứ tự nhiên, kêu kèm ăn thoải mái. Chút nữa chú Bin trả tiền, hiểu không? Còn bây giờ á, chú Bin đi vô trong chút xíu nha. Dạ. Để cho hai bé tự nhiên. Rồi. Cho con kem bạc hà, kem dầu. Hai cái đó chung. Dạ, cho con cái vani dầu. Chú đâu rồi ăn xe xong rồi đi đâu nè? Đi giải sách. Em xin được phục vụ hai chị. Này là vani nè. Dạ, của con. Ngõ này là bạc hà nè. Dạ, mời hai chị dùng ngon miệng. Anh em tên gì? Còn thế nào? Anh em tên Huy. Thấy Huy hả? Em với rất là thích hợp. Nên đi chơi chị vui con không? Con thấy là giống như hai chị em ruột không? Rất giống. Mà con có bao giờ mà dẫn em gái của mình đi ăn kem như vậy chưa? Chưa. Chưa bao giờ. Vậy thì sau khi con xem hình ảnh này rồi á, con có muốn sau này mình sẽ dẫn em mình đi ăn kem thường xuyên không? Đó, nếu mà chút nữa đi nhà sách á, mình đi mua sách gì giờ? Em mua phải mua sách cho anh em nữa. Sao rồi? Hai đứa ăn xong chưa? Dạ rồi. Ăn kem thấy ngon không? Dạ ngon. Ăn kem xong bây giờ ba chú cháu mình đi đâu ta? Nhà sách. Được, bây giờ ba chú cháu mình tiến thẳng vào nhà sách đi. Các con có thích gấu bông không? Nhưng mà hồi nãy hai đứa nói với chú Bin là dẫn hai đứa tới nhà sách đúng không? Vậy thì bây giờ đã tới nhà sách rồi. Đó. Bây giờ hai đứa hãy vào trong này ha. Cứ tha hồ mà chọn lựa món quà mình yêu thích nha. Tập bé Mươi nè. Muốn không? Tập bé Mươi hả? Anh em đọc chưa? Dạ chưa. Anh em sang hồi lớp 12 đúng không? Vậy hả? Mình sẽ đi mua một cuốn sách. Sách học tốt á. Địa bên kia có quá trời vậy. Đi đi nha. Đi. Nè, 70 lận. Nè, bài toán thích phân trọng lọc nè. Muốn này đi. Con quay lại hình ảnh này để làm chi? À, để ghi lại cái kỷ niệm này đúng không? Và con thấy là một người chị mà rất là chu đáo dẫn em mình và lo lắng, thậm chí là chiều theo em gái của mình. Vậy thì lúc này thì con thấy như thế nào? Con buồn vì lỡ gì không biết chiều chuộng em gái của mình. Chú Bin hy vọng là những hình ảnh mà con ghi được á, con cứ giữ để chút nữa khi mà con gặp em, con hãy nói ra những cái tâm tư, nói ra những tình cảm của mình dành cho em nghe. Dạ. Hồi nãy giờ hai đứa con đã mua được cái gì rồi nào? Rồi chuyện Ô Long Viện nè, rồi mấy chuyện sách này là con mua cho ai đây? Hai quyển này của anh con. Hai quyển sách này là của em tặng cho anh. À, chút nữa anh con khi mà nhận lấy hai cuốn truyện này chắc chắn sẽ rất là cảm động nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tính tiền và về nhà ha. Sao, vui không? Dạ vui. Mẹ. Dạ, chào chị. Đây là chị của con. Chị con tên Ngân. Con muốn gặp anh con không? Dạ muốn. Con đợi chút xíu nha. Đây. Ngọc Anh giới thiệu đi, ai đây? Dạ, đây là anh của em. Anh tên là Huy. Năm nay lên lớp 12. Ngọc Anh hãy cho chú Hiệp sĩ Biên biết là lúc này cảm nghĩ của con như thế nào? Con vui, con thích chị Hai. Thế còn con, Ngân? Dạ, con thấy em Ngọc Anh rất là dễ thương và đáng yêu. Và Huy có biết là trong lúc mà Ngọc Anh đi vô nhà sách thì Ngọc Anh có mua một cái gì đó cho Huy? Huy thấy em mình thương mình không? Rồi bây giờ thì Ngọc Anh có muốn nhờ chị Ngân làm cái gì đó giúp mình không? Dạ, con muốn nhờ chị Ngân giải hòa, làm hòa cho con với anh Huy. Dạ, theo con thì có thể là anh Huy là có một cái áp lực là khi đi học là rất là mệt mỏi,
khi đó thì em Ngọc Anh ở nhà nên không biết, cho nên sẽ làm cho anh Huy bực dọc, có những hiểu lầm và xung đột với nhau. Con muốn hòa giải hai anh em. Anh đi chứ. Cảm ơn chị. Cho con xin phép ba với mẹ cho chị hai làm chị của con. Chị sẵn sàng đồng ý, nhưng với một điều kiện là em và anh Huy phải hòa thuận với nhau, không được như vậy nữa. Anh hứa là từ nay sẽ không bắt nạt hay là chọc ghẹo em nữa. Và tất cả những ước mơ của các em trên đời này cũng đều được thực hiện được hết. Hãy gửi thư đến với chương trình Ước mơ của em. Các hiệp sĩ như chú hiệp sĩ bên đây sẽ đến và giúp các em thực hiện ước mơ của mình. Thưa quý vị, như vậy là cuối cùng thì hiệp sĩ cũng đã thực hiện thành công được nhiệm vụ của mình ngày hôm nay rồi. Và chắc chắn rằng là nhờ người chị hai này thì giữa bạn ấy và anh hai cũng đã giảng hòa với nhau. Và chúc cho hai anh em sẽ luôn luôn đoàn kết, gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn nữa nhé. Bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Chương trình Ước mơ của em được phát sóng vào lúc 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.